Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo tập 5 do MC Khánh Duy diễn đọc. Mời quý vị cùng lắng nghe. A-di-đà Phật. Huyền Âm gật gật đầu, tay hợp thành chữ thập tuyên Phật hiệu. Thế thì sao? Điều đó nói lên cái gì đây? Trương Chấn Vũ hỏi. Ít nhất có thể nói Huyền Âm phương trưởng vô cùng để ý đến Thánh Tùng Tự, không muốn Tần Phu Nhân làm bẩn chùa, cho nên khó tránh khỏi giận dữ mà giết người. Chuyện này, việc này có hơi thái quá không thế? Trương Chấn Vũ cười khổ nói. Thái quá ư? Rất nhiều vụ án giết người có động cơ còn có thể thái quá hơn, bởi vì hành vi giết người đã vượt ra khỏi quy phạm luân lý đạo đức, người bình thường không thể lý giải được. Ta đã từng thấy qua rất nhiều vụ án có động cơ giết người vô cùng kỳ quái, nói ra chưa chắc các người đã tin đâu. Vậy sao? Trương Chấn Vũ bán tín bán nghi hỏi. Vậy ngươi kể vài vụ ta nghe xem. Hắn đương nhiên không thể biết được cách đây mấy ngày Mạnh Thiên Sở vẫn còn là một hình cảnh pháp y. Mạnh Thiên Sở nói. Ví dụ một vụ, có hai vợ chồng nhà nọ, chỉ vì trước khi đi ngủ người vợ không thích rửa chân, người chồng nói nhiều lần người vợ vẫn không nghe, vì thế mà thường xuyên khắc khẩu. Một ngày nọ, hai người lại cãi nhau về chuyện này, người chồng thuận tay cầm cái liêm đao cắt cổ vợ, sau đó ngụy trang thành tự sát. Hạ Phượng Nghi cảm thấy kỳ quái, thấp giọng hỏi Phi Yến. Hắn gặp vụ này khi nào vậy? Sao ta lại không biết? Phi Yến cũng cúi đầu nói khẽ. Ai biết được chứ, cả ngày hắn chẳng làm được việc gì đàng hoàng, chẳng biết nghe ngóng được chuyện này ở đâu, giờ lại ở đây khoác lác. Trương Chấn Vũ nhíu mày. Chỉ vì không rửa chân mà giết người ư? Đương nhiên. Mạnh Thiên Sở cũng không chú ý tới hai chủ tớ Hạ Phượng Nghi đang thì thầm, lại tiếp tục. Lại có vụ chỉ vì một người cắn quả cà muối làm bắn vào mặt người ngồi đối diện mà giết người, đã nghe qua chưa? Cho nên mới nói, đối với người thường, nhiều động cơ giết người thật không thể tin nổi. Thậm chí hung thủ sau khi giết người cũng không lý giải nổi hành động của mình lúc đó. Hạ Vượng cười phì một cái. Vậy là ngươi có ý nói Huyền Âm phương trượng vì Tần Phu Nhân trêu đùa đồ đệ của mình, phá hoại thanh tu nơi cửa Phật, liền giết người sao? Trương Chấn Vũ cũng lắc đầu nói. Động cơ khác thì còn có thể, riêng động cơ này ta thấy không có khả năng. Huyền Âm phương trượng xuất gia muốn tu thành chính quả, nếu giết Tần Phu Nhân chỉ để giữ gìn danh dự Phật môn, sẽ phạm vào giới luật Phật gia, làm sao còn tu thành Phật được nữa. Hai việc này rất mâu thuẫn với nhau, nói thế nào cũng không ổn à. Mạnh Thiên Sở cãi. Ta chưa nói phương trượng vì lý do đó mà giết người à. Hạ Vượng cười khẩy. Thế là vì cái gì? Vì tiền tài hay nữ sắc đây? Nghe kỹ đây. Thứ nhất, ta chưa hề khẳng định phương trượng là hung thủ giết người, đây chỉ là phương pháp loại trừ mà thôi. Thứ hai, hòa thượng vì nữ sắc, tiền tài, kiều hận mà giết người cũng không phải là chưa từng có. Không phải là mọi hòa thượng đều tuân thủ nghiêm giới luật, cho dù hắn bây giờ tuân thủ, nhưng chắc gì cả đời hắn sẽ không phạm giới. Thứ ba, ta đang trả án, nếu ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Hạ Vượng đã nếm qua thủ đoạn của Mạnh Thiên Sở, biết hắn không nói giỡn, mau chóng ngậm miệng. Huyền Âm chậm rãi nói. Lời nói của Mạnh Thí Chủ đầy thiện ý, bần tăng thụ giáo, bần tăng nguyện ý khai báo mọi việc. Trong nửa canh giờ đó, bần tăng luôn ngồi tại thiện phòng của mình. Đa tạ đại sư giúp đỡ Mạnh Mỗ trả án. Mạnh Thiên Sở thi lễ. Trong nửa canh giờ đó, đại sư đã làm gì, có ai chứng kiến không? Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng vội vã nói. Ta có thể thay sư phụ làm chứng, mỗi ngày người đều ngồi tại thiện phòng, ngày nào cũng vậy cho tới canh bốn mới nghỉ. Hôm nay thì sao, người có nhìn thấy không? Việc liên quan đến mạng người, Hư Tùng thật thà không dám nói lung tung. Ta lúc đó ta đã ngủ không nhìn thấy. Huyền Âm lắc đầu nói. Bần tăng ngồi một mình không có người làm chứng. Mạnh Thiên Sở nói. Nếu như vậy đại sư không có chứng cứ ngoại phạm, cho nên đại sư cũng bị tình nghi. Trương Chấn Vũ nghe vậy lắc đầu. Mạnh huynh, tiểu đệ cảm thấy việc nghi ngờ Huyền Âm đại sư thập phần không ổn. Mạnh Thiên Sở cười cười, không để ý đến Trương Chấn Vũ nữa, quay sang hỏi Huyền Âm. Mạnh Mỗ còn có điều chưa rõ muốn hỏi đại sư. Mạnh thí chủ cứ hỏi, bần tăng biết nhất định sẽ nói. Nữ tử có thai treo cổ ở sau chùa năm đó rốt cuộc là người nào, có liên quan tới đại sư hay không? Huyền Âm hơi biến sắc, lông mi giật nhẹ nhưng vẫn nói. Bần tăng không biết,
có lẽ nàng ta chỉ là người qua đường. Quan sát sắc mặt của Huyền Âm, cảm thấy lão không nói thật, Mạnh Thiên Sở lắc đầu nói: Vương trưởng, nếu Mạnh Mỗ đoán không lầm, chắc chắn ngài và nữ tử đó có quan hệ với nhau. Không có, người xuất gia không có nói dối. Huyền Âm chắp tay nói. Tần Giật Vân vội nói: Mạnh huynh, ngươi truy cứu chuyện năm xưa làm gì? Chẳng lẽ có liên quan đến vụ này sao? Mạnh Thiên Sở cười cười: Đương nhiên là có liên quan. Nếu Phương Trưởng đại sư không muốn nói rõ ẩn tình chuyện năm xưa, mà ngẫu nhiên Tần phu nhân lại biết được, khó mà đảm bảo được đại sư không giết người diệt khẩu. Trương Chấn Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn Huyền Âm, chỉ thấy đại sư vẫn cúi đầu nhắm mắt niệm Phật hiệu, tuy nhiên hai hàng lông mày trắng vẫn nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên là nội tâm lúc này đang cuồn cuộn như sóng biển. Chỉ có điều không biết ngài lúc này đang nghĩ gì. Tần Giật Vân vội hỏi: Đại sư, Mạnh công tử nói vậy đúng hay không? Huyền Âm vẫn cúi đầu: Bần tăng và nữ tử treo cổ kia không quen biết, Mạnh công tử chỉ đang ước đoán mà thôi. Mạnh Thiên Sở cười lạnh: Được được, nếu đại sư không chịu nói, chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa. Vậy bây giờ chúng ta đã có ba kẻ tình nghi là ông chủ hạ, lão đầu và Phương Trượng đại sư, chúng ta tiếp tục điều tra. Tần Giật Vân nhìn chằm chằm Huyền Âm: Còn điều tra cái gì? Khẳng định nương tử ta bị lão hòa thượng này giết người diệt khẩu rồi. Đưa hắn đi gặp quan, có đại hình hầu hạ, nhất định sẽ nhận tội thôi. Mạnh Thiên Sở lắc đầu: Không thể làm như vậy, vừa rồi chỉ là suy đoán của ta, không hề có chứng cứ xác minh, cho nên Phương Trượng đại sư chỉ là người bị tình nghi thôi. Chúng ta vẫn cần tiếp tục điều tra. Nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, Tần Giật Vân cũng hiểu ra, gật đầu: Ai cũng phải tra hỏi sao? Mạnh Thiên Sở nói: Điều tra phá án chính là như vậy, không ai có thể loại trừ, đó chính là phương pháp đúng đắn và chính xác nhất. Phi Yến bĩu môi nói thầm với Hạ Phượng Nghi: Chỉ giỏi nói khoác. Hạ Phượng Nghi nhìn Mạnh Thiên Sở lắc đầu nói khẽ: Cũng không thể nói như vậy. Buổi tối trước khi chúng ta rời kinh thành, ta nghe cha nói hôm đó hắn đã giúp Địch đại nhân ở Thuận Thiên Phủ phá một vụ án hóc búa, giải oan cho bà đỡ. Lúc đó ta chẳng tin. Thành kiến của Phi Yến đối với Mạnh Thiên Sở vẫn còn khá nặng. Có lẽ lão gia nói vậy chỉ để an ủi thôi, để cho tiểu thư an tâm sống với hắn. Chứ ngẫm đi nghĩ lại, những sự việc hắn làm trước đây làm sao có thể có khả năng như vậy được. Ta cũng không biết nữa. Hạ Phượng Nghi mông lung nói: Cho dù hắn có phá được vụ án đó, chắc cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi. Tiểu thư cần gì phải để ý. Một năm nữa chúng ta bỏ đi mặc kệ hắn. Hạ Phượng Nghi khẽ thở dài: Nói vậy chứ cũng chỉ mong hắn thực sự có bản lĩnh phá án, có thể tự kiếm sống, rồi có thể lấy được một người vợ tử tế, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm rời đi. Trong lúc hai nàng thì thầm nói chuyện, Mạnh Thiên Sở vẫn tiếp tục tra án. Hắn hỏi tiểu hòa thượng Hư Tùng: Tiểu sư phụ, nửa canh giờ trước ngươi đi đâu? Ta vừa nói rồi à, lúc đó ta đang ngủ. Hư Tùng tránh né ánh mắt của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở chầm chầm nhìn hắn: Không phải chứ, ngươi ngủ ở chỗ nào? Ở trong thiện phòng của ta. Dù sao Hư Tùng vẫn còn ít tuổi, lại chưa từng nói dối, cho nên vừa mở miệng câu này, mặt mũi nóng bừng đỏ lựng, nói cũng lắp ba lắp bắp. Vậy sao? Mạnh Thiên Sở cười cười: Thiện phòng của tiểu sư phụ ở đâu? Hư Tùng chỉ một gian thiện phòng nằm bên Đại Hùng Bảo Điện. Ở kia, thiện phòng của sư phụ nằm bên cạnh. Mạnh Thiên Sở đi đến, đẩy cửa nhìn vào trong, cười lạnh: Ha ha, chăn gối trên giường vẫn còn chỉnh tề, chẳng lẽ tiểu sư phụ ngủ dưới đất sao? Sắc mặt Hư Tùng trắng bệch, lắp bắp nói: Ta Mạnh Thiên Sở quay người, trừng mắt nhìn Hư Tùng, lạnh lùng nói: Nói đi, ngươi giết chết Tần phu nhân như thế nào? Không, không phải ta, tiểu tăng là người xuất gia, sao có thể sát sinh đây? Người xuất gia? Mạnh Thiên Sở cười lạnh: Người xuất gia giở trò với phu nhân người ta, còn nước hẹn nhau ngoài rừng sao? Trán Hư Tùng đầm đìa mồ hôi, cúi đầu run run nói: Lúc đó tiểu tăng nhất thời hồ đồ, đã bị sư phụ trách phạt. Tốt. Mạnh Thiên Sở tiến lên, nắm chặt tay Hư Tùng, kéo mạnh đến trước tượng Phật Thích Ca, cao giọng nói: Người đã nói người xuất gia không nói dối, giờ trước mặt Phật Tổ người hãy thành thật khai báo. Nửa canh giờ trước người đi đâu? Ta nhắc ngươi, nếu nói dối, sau này ngươi sẽ phải xuống địa ngục. Hư Tùng quỳ gối trên đệm cói,
lén dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy Phật tổ trang nghiêm đứng đó. Hắn vội vã cúi đầu, cả người khẽ run lên. Được rồi, ngươi nói đi, rốt cuộc lúc đó ngươi ở đâu? Phương Trượng Huyền Âm cũng nghiêm khắc nói. Hư Tùng, phải thành thật khai báo, không được giấu giếm. Lúc đó ta không ở thiện phòng, ta ra ngoài. Đi đâu? Mạnh Thiên Sở truy vấn. Đi loanh quanh trong chùa một chút thôi. Ngươi nói dối. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói. Từ nhỏ ngươi đã xuất gia tại đây, cứ 5 ngày lại quét tước chùa một lần, mỗi viên gạch nơi đây ngươi đều nhớ rõ. Đêm nay không phải trung thu, cũng chẳng phải giao thừa, hơn nữa chờ lại có vẻ muốn mưa, cớ gì lại tản bộ trong chùa? Có phải ngươi ấm đầu hay không? Ta thật sự tản bộ trong chùa. Đúng là tản bộ, có điều không phải ngắm cảnh mà là có ý đồ khác, đúng không? Ta không có, ta thật sự không có mà. Vậy ngươi đi đến những chỗ nào, thấy những gì, có ai làm chứng không? Ta thấy bị Mạnh Thiên Sở gắt gao truy vấn, mồ hôi Hư Tùng vã ra đầm đìa, run run không biết trả lời thế nào. Rõ ràng ngươi đi dình Tần phu nhân, thấy Tần phu nhân đi vệ sinh một mình, muốn cùng Tần phu nhân làm trò kia. Có điều Tần phu nhân chẳng qua chỉ muốn trêu đùa ngươi, chứ thật ra không muốn tư thông với ngươi. Ngươi không đạt được mục đích, lại sợ Tần phu nhân tố giác, liền hạ độc thủ giết chết nàng, sau đó treo thi thể lên, ngụy trang là thắt cổ tự sát, còn cố ý nói là do lữ quỷ giết. Chân tướng chính là như thế, đúng không? Không, ta không giết Tần phu nhân, ta thực sự không giết nàng à. Ta chỉ đứng ở sau cửa sổ phòng nàng, muốn tìm cơ hội nói chuyện với nàng. Không phải chứ? Mạnh Thiên Sở cười lạnh. Sư phụ đã cảnh cáo như ngươi vẫn không sợ. Ngươi nhớ Tần phu nhân đã hẹn ngươi người ta ra rừng tùng, liền muốn đến chỗ nàng, hẹn nàng ra ngoài, đúng không? Ta nhất thời hồ đồ. Rốt cuộc thì Hư Tùng vẫn thiếu kinh nghiệm nói dối, bị người ta nói trúng tim đen, nhất thời lúng ca lúng cuống, không biết phải nói sao, thậm chí không nghĩ được nữa. Trước kia khi Tần phu nhân còn sống, Tần Dật Vân luôn chịu nhún nhường, giờ nàng đã chết, lá gan hắn cũng to lên thấy rõ. Nghe những lời này của Hư Tùng, không kiềm chế được giận xanh mặt, hung hăng bước lên đá một cước thật mạnh vào Hư Tùng đang quỳ gối. Con lừa chọc này dám động vào nương tử của ta, người xuất gia cái gì chứ, thật không bằng con lợn. Một cước này trúng giữa miệng Hư Tùng, làm rách môi chảy máu. Hư Tùng ngồi vẹo xuống một bên, không nói được câu nào. Tần Dật Vân còn muốn đá tiếp, bị Mạnh Thiên Sở ngăn lại. Ông chủ Tần, đừng kích động, còn chưa điều tra rõ sự tình cơ mà. Còn tra cái gì nữa, chân tướng đã rõ ràng, chính con lừa chọc này thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nương tử ta, bức gian không thành rồi giết người diệt khẩu, đưa nó đến nha môn, phen này phải đem hỏa thiêu tên dâm tặc này. Hư Tùng luống cuống. Không, không phải ta giết, thật sự không phải ta. Miệng hắn bị đá toạc, sưng vù lên, nói còn không rõ tiếng, nhưng vẫn cố kêu oan. Mạnh Thiên Sở nói, người nói hết chuyện nửa canh giờ trước ra, tự ta sẽ có quyết định. Hư Tùng hàm hàm hồ hồ nói, sau khi bị sư phụ đánh, ta dọn dẹp xong bát đũa, trở lại thiên phòng, ngồi một hồi, trong lòng lại nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, liền đi ra ngoài tìm Tần nữ thí chủ. Ta vụng trộm đến gần cửa sổ phòng nàng, bên trong đèn sáng, thấy có hai bóng người, ta không dám tới quá gần, nhưng cũng không về phòng ngủ. Ta đi ra ngoài cửa, qua chỗ hồng ở bức tường bên cạnh chùa, vào trong rừng cây, muốn đợi xem nàng có đến như đã hẹn hay không. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi, lăng lắc đầu nói, ngươi thật là cuồng dại, rõ ràng biết Tần phu nhân cố ý trêu đùa ngươi, căn bản lại sẽ không đến như đã hẹn, huống chi đã bị sư phụ ngươi thấy. Cho dù mặt mũi nàng có dày đến mấy cũng không đến nơi chỗ hẹn hò với ngươi, xong ngươi vẫn còn ngốc nghếch đến đó chờ nữa chứ, ngươi như vậy còn xuất ra cái gì đây? Phương Trượng Huyền Âm nói, A Di Đà Phật, Mạnh thí chủ dạy bảo Hư Tùng rất đúng, ngươi đã phạm sắc giới, chứng tỏ lục căn chưa tịnh, vô duyên với Phật, sáng mai ngươi hoàn tục xuống núi đi thôi. Sư phụ! Hư Tùng lê gối vài bước đến trước mặt Huyền Âm, liên tục dập đầu, chán đập bình bình xuống đất, thất thanh nói, sư phụ, cha mẹ Hư Tùng đều đã mất, được người nuôi dạy, xuất gia làm sư, Thính Tùng tự chính là nhà của đồ nhi sai rồi, sau này sẽ không dám nữa, cầu xin sư phụ mở lòng từ bi để đồ nhi ở lại. Mặc cho Hư Tùng khóc lóc cầu khẩn như thế nào, Huyền Âm vẫn nhắm mắt lắc đầu, khe khẽ tụng kinh niệm Phật, không để ý tới. Mạnh Thiên Sở hơi buồn, dù sao Hư Tùng vẫn còn trẻ, làm sao có thể chống đỡ được mị lực chết người của Tần phu nhân cơ chứ.
Bất quá, nếu không có cái tâm thanh tịnh, có xuất gia cũng chẳng ích gì, cho nên cũng không khuyên bảo. Hư Tùng thấy sư phụ đã quyết tâm đuổi hắn, không còn hy vọng ở lại, phủ phục trên mặt đất khóc nức nở. Mạnh Thiên Sở thấy hắn khóc thật thương tâm, không nhịn được bèn nói: "Hư Tùng, ngươi đã phạm sắc giới, tuy rằng thân mặc áo cà sa, nhưng nội tâm lại là phàm phu tục tử, vậy có ích gì? Nếu ngươi thật lòng quy Phật tổ, thì trước hết tâm ngươi phải xuất gia. Chỉ cần ngươi thành tâm, thân ngươi ở tại chùa cũng tốt, ở nơi náo nhiệt thị phi cũng được, kiểu gì cũng thành chính quả. Sao phải đau khổ, lưu luyến thính tùng tự này vậy?" Huyền Âm hé mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, chắp hai tay nói: "Mạnh thí chủ, thâm ngộ Phật lý, diệu ngữ liên châu, bần tăng bội phục, bội phục." Mạnh Thiên Sở ha hả cười, hắn nào có biết gì về Phật pháp hay Phật lý gì đâu, những lời vừa rồi nói hắn toàn học trong phim ảnh, bộ phim nào có hòa thượng Nico hắn đều nghe thấy những lời đó, giờ nói ra được có gì là lạ. Hư Tùng nghe những lời này của Mạnh Thiên Sở mới ngừng khóc. Có điều đột nhiên bảo hắn rời bỏ nơi đã sống hơn 10 năm trời, quả thực khó chấp nhận. Hắn ngã ngồi ra mặt đất, hai mắt vô thần, không biết phải làm sao. Mạnh Thiên Sở nói: "Được rồi, việc xuất gia hay hoàn tục chúng ta không bàn đến nữa, trở lại vụ án mạng này đi. Hư Tùng, ngươi có động cơ giết người, lại không ai có thể chứng minh khi phát án ngươi không có ở hiện trường, cho nên trước mắt ngươi vẫn là nghi phạm lớn nhất. Sau này ngươi có thể xuất gia tiếp hay không phải xem ngươi có thoát khỏi vụ này hay không đã." Hư Tùng giật mình, lúc này mới nhớ ra mình còn dính vào một vụ án mạng này, nếu mình không thể thoát tội, đừng nói xuất gia, ngay cả đầu mình cũng chưa chắc đã đảm bảo được. Hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Có người có thể chứng minh ta không ở hiện trường." "Vậy sao?" Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên hỏi. "Ai, ai có thể chứng minh ngươi không ở hiện trường?" "Là Tần thí chủ." Tần Dật Vân ngạc nhiên. "Ta ư, ta chứng minh cho ngươi, ta có mà chứng minh con mẹ ngươi ấy. Lúc ta ở trong rừng chờ Tần nữ thí chủ, ta nhìn thấy ngươi, ngươi làm gì ta đều thấy, chỉ cần ta nói đúng là có thể chứng minh lúc đó ta không ở sau chùa." Mặt Tần Dật Vân hơi đỏ lên. "Sao ta không phát hiện ra ngươi? Ta không ra rừng tùng phía trước chùa, sao ngươi lại thấy ta?" Tuy rằng Tần Dật Vân sửa lời đúng lúc, nhưng lời nói lúc trước vẫn cho thấy lúc đó đúng là hắn đang ở trong rừng trước chùa. Mạnh Thiên Sở quay đầu liếc nhìn Tần Dật Vân một cái, cười cười tiếp tục hỏi Hư Tùng: "Ngươi thấy những gì?" "Ta cẩn thận nấp trong rừng, quả nhiên thấy xa xa phía trước có bóng người, trong lòng vui vẻ, tưởng rằng Tần phu nhân đến như đã hẹn, lại gần mới thấy bóng người đó không phải Tần phu nhân mà là Tần thí chủ." "Hắn không phát hiện ra ngươi sao?" "Không, hắn đi theo ra cửa chùa, còn ta ra theo lỗ hổng bên cạnh nên hắn không nhìn thấy." "Lúc đó hắn làm gì?" Mạnh Thiên Sở kỳ thật đã đoán ra nhưng vẫn hỏi. Hắn cởi hết quần áo, trần chuồng nằm sau một thân cây, hướng mặt về phía chùa đợi." Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nghe thấy lời này, mặt đỏ bừng, xoay đi hướng khác. Chỉ có Tế Văn sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Hư Tùng. Hư Tùng biết rằng đây chính là chứng cớ tốt nhất chứng minh hắn không có ở hiện trường lúc xảy ra án mạng, vội vàng ngồi dậy, lau máu tươi ở khóe miệng nói: "Ta không nói bậy, người đó chính là ngươi. Ngươi nằm ở gốc tùng cách cổng hơn 10 thước, không mặc quần áo, đèn trong chùa chiếu ra, ta có thể thấy rõ mặt ngươi." Mặt Tần Dật Vân lúc trắng lúc đỏ, nắm chặt tay đe dọa: Ngươi nói bậy." Hư Tùng vừa lui vừa lấy tay che đầu, chỉ sợ Tần Dật Vân đánh. "Ta không nói dối, ngươi đợi một lúc, sau đó tỏ vẻ thất vọng, lại mặc quần áo rồi bước vào chùa. Ta cũng đang định vào thì lại thấy ngươi chạy ra, bộ dáng vô cùng hưng phấn, lại cởi sạch quần áo. Sau đó ta thấy nha hoàn của ngươi theo ra, hai người ôm nhau ngay trên cỏ. Ngươi nói hiu nói vượn, ta phải đánh gãy răng ngươi." Tần Dật Vân gầm rú trở lại chỗ Hư Tùng định đánh. Mạnh Thiên Sở vội vàng túm chặt lấy tay hắn. "Ông chủ Tần, Hư Tùng tuy có nói ra chuyện riêng của ngươi, nhưng có thể chứng minh lúc đó ngươi không ở hiện trường. Hắn là nhân chứng của ngươi, nếu ngươi đánh chết hắn, ai làm chứng cho ngươi đây? Hơn nữa, giờ Tần phu nhân đã mất rồi, người khác biết chuyện giữa ngươi và Tế Văn thì đã sao đây?" Tần Dật Vân vốn định liều mạng thoát khỏi sự sống chế của Mạnh Thiên Sở, nhưng những lời vừa rồi cũng rất có đạo lý, liền thôi. Mình cùng tiểu nha hoàn Tư Thông, người ngoài có biết được cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trước kia chỉ sợ cọp cái Tần phu nhân, nay cọp cái đã chết cũng chẳng cần phải che giấu nữa. Nghĩ đoạn, Tần Dật Vân nói: "Được, ta thừa nhận, lúc ấy đúng là ta và Tế Văn thân thiết ngoài rừng cây."
Tế Văn vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi. Lúc mình cùng lão gia thân thiết, lại có tiểu hòa thượng đứng bên xem miễn phí, thật không biết chui vào đâu cho đỡ ngượng. Mạnh Thiên Sở nói với Tần Dật Vân: tuy rằng có làm lộ chuyện riêng của ngươi, nhưng mạng người quan trọng, đành phải đắc tội. Có mấy vấn đề ta cần hỏi ông chủ Tần một chút. Tần Dật Vân lớn tiếng: không sao, ngươi cứ hỏi. Mạnh Thiên Sở nói: vậy các ngươi luôn ở đó sao? Đúng vậy, nửa canh giờ trước ta và Tế Văn cùng ở ngoài rừng cây. Nhưng vừa rồi ngươi nói cười cùng Tế Văn nói chuyện trong phòng nàng. Ta nói dối. Tần Dật Vân cười cười: dù sao Mạnh công tử cũng đã biết chuyện này, ta cũng không giấu giếm nữa. Thấy sắc mặt của Tế Văn không tốt, biết chuyện này đã làm nàng khó xử, liền bước đến nắm chặt tay nàng nói: ta và Tế Văn đã có tình cảm từ lâu, trước kia ta đã từng định nạp nàng làm thiếp, nhưng nương tử không cho, đúng là đã làm khổ Tế Văn. Những lời này của hắn làm đôi mắt của Tế Văn hoe đỏ. Tần Dật Vân lại ôm lấy Tế Văn rồi nói tiếp: hôm nay trước mặt mọi người, ta tuyên bố ta sẽ không chỉ nạp Tế Văn làm thiếp, mà sẽ đưa nàng nên làm nguyên phối của ta. Thân mình Tế Văn khẽ run lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Tần Dật Vân: lão gia nói thật đi chứ? Đương nhiên, khi nào về Tô Châu ta sẽ cưới hỏi đàng hoàng để nàng làm nương tử của ta. Cảm ơn lão gia. Tế Văn khóc thút thít hạnh phúc nhìn Tần Dật Vân. Thư sinh Trương Chấn Vũ đứng bên cười khẩy: ông chủ Tần, nhắc ngươi một câu, nương tử ngươi mới chết, thi thể còn chưa lạnh, đặt ở sưng phòng bên cạnh, ngươi đã muốn tái giá, có hơi quá đáng phải không? Quá đáng ư? Giọng Tần Dật Vân đầy căm phẫn: nàng ta mới thực sự quá đáng. Từ khi ta thay tên đổi họ ở rể Tần gia, nàng ta khinh thường làm nhục ta thế nào các ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Người khác không nói, còn Mạnh công tử đây cũng thấy được một phần. Lúc ăn cơm, nàng ta làm trò câu dẫn nam nhân khác trước mặt ta, chính là ngươi. Trương công tử, giờ các ngươi chỉ thấy ta quá đáng, các ngươi có từng nghĩ trước kia nàng ta đối đãi quá đáng thế nào với ta không? Trương Chấn Vũ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Hạ Vượng nãy giờ không dám nói một câu nào, giờ lên tiếng: bởi vì nương tử ngươi đối xử ngoan độc với ngươi, cho nên ngươi giết nàng. Thứ nhất là để thoát thân nô lệ, thứ hai là để lấy vợ mới Tế Văn, thứ ba là dành toàn bộ gia sản Tần gia. Một cục đá ném ba con chim, thật là cao kiến à. Tần Dật Vân biến sắc: ông chủ hạ, nói lời này là có ý gì? Không có ý gì à, ta chỉ hy vọng có thể trợ giúp Mạnh công tử nhanh chóng bắt được hung phạm, để sáng mai ta có thể đi, ta còn phải kiếm cơm mà. Tần Dật Vân nói: người nói ta giết nương tử sao? Người đừng quên, vừa rồi con lừa chọc Khư Tùng đã chứng minh, lúc nương tử ta chết, ta và Tế Văn ở ngoài rừng. Hạ Vượng cũng cứng họng, không biết nói thế nào, đành cười lạnh không nói nữa. Mạnh Thiên Sở lại nói: ông chủ Tần, ngươi và Hư Tùng còn một số vấn đề chưa rõ, nên vẫn chưa thể loại trừ nghi ngờ. Còn vấn đề gì? Tần Dật Vân nghi hoặc. Mạnh công tử, đừng nói ngươi cũng nghi ngờ ta giết nương tử đấy. Vừa rồi ta đã nói, phương pháp loại trừ chính là từng bước loại trừ. Vừa rồi ông chủ hạ cũng nói, ngươi thật sự có lý do để giết vợ. Hư Tùng cũng đã nói ngươi ở ngoài rừng lúc đó, có điều ta muốn nắm rõ thời gian, đó là từ lúc nào đến lúc nào, để xem có thể loại ngươi ra được không, cho nên ta vẫn cần hỏi thêm. Tần Dật Vân nhìn những người khác, rồi lại nhìn Mạnh Thiên Sở, tỏ vẻ không hiểu. Mạnh công tử, đừng quên, chức khỉnh danh sư gia của ngươi chính là do ta đề cử. Đúng vậy, ta vô cùng cảm kích, tuy ngươi đề cử chỉ là muốn bịt miệng ta, nhưng đó là sự trợ giúp vô cùng đúng lúc, vô cùng quý giá. Dứt lời, Mạnh Thiên Sở không người thi lễ. Sắc mặt Tần Dật Vân hơi dịu xuống. Vậy ý ngươi là? Hiện tại ta điều tra vụ án này, nếu hung phạm thật sự không phải là ngươi, ngươi không cần phải căng thẳng như vậy, nhưng cũng không nên lảng tránh. Khi trời sáng bộ khoái nha môn tới đây, ngươi cũng sẽ phải nói rõ, rõ ràng, muốn tránh cũng không được. Chắc ngươi biết vừa rồi ngươi đã biểu hiện thái độ thù oán với nương tử, rất có thể quan phủ sẽ nghi ngờ ngươi, chỉ sợ họ sẽ không nhẹ nhàng như ta. Một khi ngươi đã bị tình nghi, chắc chắn sẽ bị tra tấn để bức cung. Ông chủ Tần, ta muốn biết ngươi có thể chịu được mấy lần tra tấn đây. Tần Dật Vân biết những lời này của Mạnh Thiên Sở là thật, mặt ngẩn ra trắng bệch. Vừa rồi đã nói mình ở Tần gia chịu khổ, còn tỏ ra oán hận nương tử, những điều này đều không nghe lọt lỗ tai. Những người khác không nói, chỉ sợ Hạ Vượng vì muốn thoát tội
lúc đó lại thêm mắm thêm muối thì toi đời. Phải mau chóng giúp Mạnh Thiên Sở tra ra hung phạm, giúp mình thoát tội. Nghĩ đoạn, Tần Dật Vân cười cười. Vậy được rồi, Mạnh công tử, cần gì cứ hỏi, ta nhất định sẽ phối hợp. Rất đơn giản, có điều giờ là lúc quan trọng, ta cần hỏi một mình, từng người một. Bây giờ ta cần hỏi Hư Tùng trước. Ngươi và Tế Văn đứng tách nhau ra, quay lưng lại, nếu không người ta lại bảo các ngươi thông cung, hiểu chưa? Những người khác giúp ta giám thị. Tần Dật Vân gật đầu, cùng Tế Văn làm theo những gì Mạnh Thiên Sở nói. Lúc này Mạnh Thiên Sở mới lên tiếng. Tiểu sư phụ, theo ta ra đây. Mạnh Thiên Sở đưa Hư Tùng đến căn phòng đặt thi thể Tần phu nhân, đóng cửa phòng rồi ngồi trước mặt, theo dõi ánh mắt của hắn. Hư Tùng, ngươi xem bọn họ thân thiết bao lâu? Ta... Mặt Hư Tùng đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Mạnh Thiên Sở, ậm ừ nói. Ta xem đến lúc họ mặc quần áo trở vào chùa. Trong bọn họ ai về trước? Hư Tùng vẫn cúi đầu. Là tiểu nha hoàn kia đi về trước, một lúc sau ông chủ Tần mới về, sau đó là tính tiểu nha hoàn kia hô hoán Tần phu nhân chết. Mạnh Thiên Sở chợt động tâm. Khoảng bao lâu? Gần như ngay sau đó, có lẽ chỉ đủ thời gian đi tiểu thôi. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, như vậy thời gian quá ngắn, không đủ để đi qua sân chùa rồi đến nhà phòng vệ sinh treo cổ Tần phu nhân. Hơn nữa, dáng người Tế Văn nhỏ gầy, một mình không phải là đối thủ của Tần phu nhân, căn bản không thể treo cổ Tần phu nhân, huống chi trên người Tần phu nhân không có thương tích, tức là không hề có chống cự. Mạnh Thiên Sở bảo Hư Tùng ra ngoài rồi gọi Tần Dật Vân vào hỏi. Theo như Hư Tùng nói, lần đầu tiên ngươi cởi hết quần áo nằm ngoài bìa rừng là để chờ Tế Văn phải không? Đúng, Tế Văn nói hai người cùng đi ra có thể làm người khác chú ý, cho nên ta ra trước chờ nàng. Ta sợ rằng nương tử tỉnh dậy không thấy ta sẽ nghi ngờ, cho nên ta mới cởi hết quần áo chờ Tế Văn. Mạnh Thiên Sở cười thầm, tiểu tử này thực biết tiết kiệm thời gian, rồi hỏi tiếp. Vậy sao đang đợi ngươi lại về? Ta đợi một hồi Tế Văn không đến, đoán chừng nàng có việc gì không thể ra được, mới mặc quần áo trở về. Vừa mới vào sân chùa liền thấy Tế Văn đi ra từ phòng nàng, ta liền chạy ngay ra bìa rừng rồi cùng Tế Văn thân thiết. Vậy khi các ngươi xong việc ai về trước? Tế Văn về trước, nàng nói làm như vậy để người khác không nghi ngờ. Một lát sau ta mới chậm rãi trở về, khi đó ta thấy ngươi và Trinh Cương Tử đứng gọi ta, ngay sau đó nghe tiếng Tế Văn hô hoán. Những lời này ăn khớp với lời khai của Hư Tùng, Mạnh Thiên Sở lại cho Tần Dật Vân ra ngoài rồi gọi Tế Văn vào. Vẫn hỏi như trước, lời khai của Tế Văn cũng khớp với Tần Dật Vân. Mạnh Thiên Sở hỏi câu cuối, trong các ngươi ai về trước? Tế Văn đáp, ta về trước, đến phòng phu nhân, thấy cửa phòng mở ra, giường trống không, ta đoán phu nhân đã đi vệ sinh, liền đi theo, đến nơi thấy phu nhân bị treo cổ. Nói đến đây, Tế Văn khóc thút thít. Ba người đều nói giống nhau, tuy Tế Văn và Tần Dật Vân có thể thông cung từ trước, nhưng cũng không có khả năng thông cung với Hư Tùng, vì họ không hề biết lúc đó Hư Tùng đang ở bên cạnh. Như vậy, cả ba đều nói thật. Mạnh Thiên Sở nghĩ nghĩ, mình đi cùng chủ tớ Hạ Phượng Nghi, Phi Yến đến nhà vệ sinh, lúc về thì gặp Tế Văn, khi đó Tần phu nhân ở trong phòng, rồi mình lại vào phòng Trương Chấn Vũ. Tần Dật Vân nghỉ một lát, rồi ra bìa rừng tư thông với Tế Văn. Nếu những lời Hư Tùng nói là chính xác, Tần Dật Vân và Tế Văn luôn ở bìa rừng lúc đó, thì cả ba người đều không có thời gian gây án. Hạ Phượng Nghi, Phi Yến, Hư Tùng, Trương Chấn Vũ, Tần Dật Vân và Tế Văn đều không có thời gian gây án. Vậy chỉ còn Lão Phương Trượng Huyền Âm, Hạ Vượng và Lão Đầu, một trong ba người này, ai là hung thủ đây? Lão Đầu là gia nô của Mạnh Thiên Sở, Mạnh gia sa sút đến mức phải ăn nhờ ở đậu Hạ gia. Lão Đầu cũng không bỏ đi, luôn tận tâm và trung thành, chắc chắn sẽ không vì một cái vòng cổ mà giết người cướp của, cho nên có thể loại trừ Lão Đầu. Phương Trượng Huyền Âm nếu thực sự vì cái vòng xa xỉ kia mà động tâm, chắc chắn lão sẽ không khổ tu nơi đây hơn chục năm trời, mà đã xuống núi từ rất lâu rồi. Trương Chân Vũ nói đúng, khả năng Huyền Âm thấy hơi tiền nổi máu tham ít có khả năng xảy ra, còn nếu vì ham sắc giết người lại càng không thể. Đừng nói Tần phu nhân có vài phần nhan sắc, cho dù là tuyệt sắc mỹ nữ cũng chưa chắc làm lão hòa thượng này động tâm được. Nếu lão còn mê luyến nữ sắc, hẳn đã sớm để tóc cưới vợ từ lâu, chẳng phải đợi đến bây giờ. Vì vậy những động cơ đó có thể loại trừ. Lão hòa thượng có thể có một động cơ nữa, đó là giết người diệt khẩu. Nếu Tần phu nhân đã phát hiện được ra bí mật nào đó của lão,
Có điều đến giờ Huyền Âm vẫn giữ kín như bưng. Hiện tại không hề có căn cứ để xác minh quan hệ giữa lão và nữ tử treo cổ hồi xưa. Hơn nữa, ngôi chùa này có thể có những bí mật gì, Huyền Âm không hé răng thì hắn cũng không thể nào tìm ra được, cho nên tạm thời loại trừ lão phương trượng. Vậy đối tượng tình nghi chỉ còn Hạ Vượng mà thôi. Đương nhiên, đó vẫn chỉ là suy đoán. Việc điều tra phá án bắt buộc phải lần theo hướng có khả năng lớn nhất. Nếu khả năng đó là không thể, khi đó sẽ phải tìm hướng khác. Lúc này, người có khả năng gây án nhất chính là ông chủ Hạ Vượng. Lão tử này thèm dò dãi cái vòng cổ của Tần phu nhân, lại có thời gian gây án. Trong ba người có khả năng phạm tội, hắn là nghi phạm lớn nhất. Mạnh Thiên Sở quyết định xuống tay với Hạ Vượng. Mạnh Thiên Sở đưa Tế Văn ra khỏi phòng, đến Đại Hùng Bảo Điện, nhìn chằm chằm Hạ Vượng, cười lạnh. Hạ Vượng bị Mạnh Thiên Sở dọa cho sợ run. Mạnh công tử, sao, làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói. Sau khi Mạnh Mỗ điều tra, nghi ngờ ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, giết Tần phu nhân cướp của. Ngươi nói bậy, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta giết? Bắt trộm phải bắt tận tay, ngươi có chứng cứ gì không? Hạ Vượng gân cổ nói. Chứng cứ ư? Thứ nhất, tất cả mọi người đều thấy ngươi. Ngươi thèm khát cái vòng cổ trân châu của Tần phu nhân. Thứ hai, ngươi có thời gian gây án. Thứ ba, ngươi là nam nhân, thân thể khỏe mạnh. Tần phu nhân dáng người nhỏ nhắn, thon thả, một mình ngươi có thể treo cổ nàng. Thứ tư, vừa rồi lúc ta tra hỏi, ngươi cố ý làm loạn, ý đồ đánh lạc hướng điều tra. Còn thứ năm, Hạ Vượng như bị Mạnh Thiên Sở dùng súng tiểu liên bắn tưởng muốn vỡ đầu, choáng váng lắp bắp hỏi. Thứ năm là cái gì? Thứ năm, chính ngươi vừa nói, bắt trộm phải bắt tận tay, vậy ngươi có dám để chúng ta khám bọc hành lý của ngươi không? Các ngươi không phải quan phủ, cũng chẳng phải bộ khoái, các ngươi dựa vào cái gì mà đòi khám hành lý của ta đây? Ta thật sự không giết Tần phu nhân. Câu sau nói như là muốn van xin vậy. Tần Giật Vân cười lạnh. Không làm chuyện quất tất, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Nếu ngươi không giết nương tử của ta, ngươi sẽ không sợ chúng ta khám xét. Thật sự ta không giết nương tử của ngươi à? Ông chủ Tần, ta nói thật đấy, xin ngươi hãy tin ta. Lúc đó ta ở trong phòng ngủ mà. Trương Chấn Vũ nói. Ông chủ Hạ, để chứng minh ngươi trong sạch, ngươi nên đồng ý để chúng ta khám xét thôi. Ánh mắt Hạ Vượng hướng về phương trượng Huyền Âm, tỏ vẻ cầu xin, hy vọng lão có thể đứng ra nói đỡ cho hắn vài lời. Không ngờ Huyền Âm lại chắp tay nói. Mạnh thí chủ, phụ trách điều tra vụ án này, hãy tôn trọng quyền quyết định của hắn đi. Thì ra lão hòa thượng nghĩ trong chùa của mình phát sinh án mạng, ngay cả mình cũng bị liên lụy, đồ đệ duy nhất lại phạm giới và bị mình đuổi khỏi sơn môn, cho nên lão hy vọng Mạnh Thiên Sở mau chóng phá án, chứng minh mình trong sạch, trả lại sự thanh tịnh của ngôi chùa. Ngay cả lão phương trượng cũng đã nói như vậy, Hạ Vượng chẳng còn gì để nói, đành cắn răng gật đầu. Được lắm, các ngươi chỉ được tìm vòng cổ, không được động đến những đồ vật khác của ta. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, không được động đến những thứ khác ư? Thế thì gọi là gì là điều tra? Tiểu tử này sợ bị khám xét, chẳng lẽ có giấu giếm vàng bạc châu báu gì hay sao? Tiểu hòa thượng Hư Tùng dương đèn đi trước, Mạnh Thiên Sở, Trương Chấn Vũ, Huyền Âm đi theo sau. Tuy Hạ Phượng nghi, Phi Yến, Tế Văn không muốn đi theo xem náo nhiệt, nhưng ở lại thì lại sợ hãi. Một phần vì phòng bên cạnh còn đặt thi thể của Tần phu nhân nữa, một phần có bao nhiêu người đàn ông đều đã đi hết, còn lại ba nữ tử đều cảm thấy không an toàn. Họ đành lẽo đẽo theo sau, đứng xa xa nhìn lại. Mấy người Mạnh Thiên Sở đang định vào phòng ngủ của Hạ Phượng và lão đầu thì Hạ Vượng nói, nhiều người như vậy không thể cùng vào, nhiều nhất chỉ có thể hai người vào thôi. Mạnh Thiên Sở cười, được lắm, ta sẽ tự mình khám xét. Huyền Âm phương trượng và Hạ Vượng đứng giám sát, những người khác đứng ngoài cửa nhìn vào thôi. Ý ông chủ Hạ thế nào? Hạ Vượng gật đầu bước vào phòng. Huyền Âm cầm đèn lồng cùng Mạnh Thiên Sở bước vào theo. Hành lý của Hạ Vượng chỉ là một bọc nhỏ bọc bằng vải xanh. Mạnh Thiên Sở đang định cởi bỏ miếng vải bọc ra thì Hạ Vượng giơ tay ngăn lại, cười cười. Mạnh công tử, trong này chỉ là mấy miếng gỗ, ngươi kiểm tra bên ngoài là biết, không cần phải mở túi. Mạnh Thiên Sở cười, kiểm tra bên ngoài thì làm sao chính xác được đây, tận mắt thấy vẫn tốt hơn. Nói đoạn gặt tay Hạ Vượng ra, bắt đầu tháo nút. Bên trong là mấy tấm gỗ mỏng không có gì đặc biệt và một cái bọc nhỏ. Mạnh Thiên Sở tò mò cầm lấy một miếng gỗ, lướt qua một cái, tức thì cười khanh khách.
Hóa ra trên miếng gỗ khắc một bức Xuân Cung Đồ. Mạnh Thiên Sở lại cầm mấy miếng gỗ khác lên, cũng đều như vậy. Khó trách tiểu tử này ra sức từ chối điều tra, hóa ra giấu nhiều bản khắc Xuân Cung Đồ như vậy. Thời cổ đại, việc đi tìm gái lầu xanh là chuyện rất bình thường. Thậm chí gái mại dâm còn hoạt động công khai và hợp pháp. Và cả văn nhân, hơn nữa rất nhiều học giả còn coi chuyện đó là biểu tượng của sự phồn thịnh. Có điều những bức Xuân Cung Đồ này hay những câu chuyện đại loại như thế lại luôn bị người ta khinh thường, coi đó là những thứ tục tĩu bẩn thỉu. Có nghĩa là mấy bản khắc gỗ này ở đây không thể để cho người khác xem được. Vì vậy Hạ Vượng mới không muốn để cho Mạnh Thiên Sở mở bọc hành lý của hắn ra. Phương Trượng Huyền Âm liếc mắt nhìn thấy hình khắc trên miếng gỗ, vội nhắm mắt thấp giọng niệm Phật hiệu. Hạ Vượng tỏ ra xấu hổ gượng cười. Đây là mà ta mang hộ bằng hữu thôi. Ta còn làm ăn đứng đắn, không động đến những món này. Mạnh Thiên Sở cũng không để ý đến hắn, lật mấy miếng gỗ nhỏ lên, không thấy vòng cổ, lúc này mới mở cái bọc nhỏ ra. Nút thắt vừa mở, cả ba đều ngây người. Ngay trên mấy bộ quần áo rõ ràng là một cái vòng cổ trân châu phát sáng nhẹ nhẹ. Đây đúng là vòng cổ của Tần phu nhân. Huyền Âm chắp tay niệm A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hạ Vượng sợ ngây người, lắp bắp: Sao lại thế này? Vòng cổ sao lại ở đây? Mạnh Thiên Sở cười lạnh: Đúng thế, sao lại thế này? Ông chủ hạ, vòng cổ của Tần phu nhân sao lại chạy đến chui vào trong bọc hành lý của ngươi vậy? Tần Giật Vân đứng ngoài cửa vừa nghe tiếng hét to một tiếng rồi lao vào, lướt mắt nhìn thấy chiếc vòng cổ kia. Đúng là của nương tử ta, đúng là nó rồi. Rồi quay người lại chằm chằm nhìn Hạ Vượng. Được lắm, quả nhiên cẩu tặc nhà ngươi lóa mắt vì tiền, nổi máu tham giết nương tử ta phải liều mạng với ngươi. Rồi lao lên đánh Hạ Vượng. Mạnh Thiên Sở vội vàng giữ chặt tay hắn, rồi lạnh lùng hỏi Hạ Vượng: Vật chứng ở đây, ngươi còn có thể nói gì đây? Hạ Vượng cứng họng, mặt tái mét, lúc đỏ lúc trắng, rồi bỗng khàn khàn lên tiếng: Oan uổng quá, không phải ta giết, thứ này không phải ta lấy, không phải ta, thật sự không phải ta, nhất định có người vu oan giá họa cho ta rồi. Vu oan giá họa, hung phạm nào khi bắt được cũng đều thích nói câu này à? Mạnh công tử, ta bị oan, ta không có giết người, không giết người à? Nhất định có người muốn hãm hại ta, cầu xin ngươi hãy tin ta. Được rồi, những lời đó ngươi cứ giữ lấy, khi nào gặp chi huyện đại lão gia hãy nói. Mạnh Thiên Sở xoay người nói với Hư Tùng: Lấy một cái dây thừng đến đây trói hắn lại, khi trời sáng áp giải xuống núi đưa đến quan phủ xử theo pháp luật. Hư Tùng đáp ứng, vội vàng chạy đi tìm dây. Hạ Vượng lui lại vài bước, hai tay khoa loạn, tưởng như làm vậy có thể tẩy sạch được tội trạng của hắn vậy. Hư Tùng đưa dây cho Mạnh Thiên Sở, hắn cầm lấy dây tiến lên nói: Ông chủ hạ, ngươi để yên cho ta trói hay là muốn ta chế phục rồi mới trói đây? Vừa rồi Hạ Vượng bị Mãnh Thiên Sở chế phục chỉ bằng một chiêu vẫn còn chưa hết sợ, hơn nữa ngoài cửa lại nhiều người như vậy, chạy đâu cho thoát. Hắn đành buông tay mặc cho Mạnh Thiên Sở chớ chặt, tuy nhiên miệng vẫn không ngừng nói: Mạnh công tử, thật sự không phải ta giết mà, oan uổng quá, có người hãm hại ta. Mạnh Thiên Sở chớ chặt hai tay hắn xong rồi lại cột hắn vào trụ nhà, nói với lão đầu: Đêm nay ngươi phụ trách trông coi hắn, nếu hắn dám lộn xộn ngươi gọi người khác tới. Lão đầu gật đầu đáp ứng. Tần Giật Vân hướng Mạnh Thiên Sở chắp tay thi lễ: Đa tạ Mạnh công tử, phá được vụ án này báo thù cho nương tử ta, đa tạ. Mạnh Thiên Sở cười nói: Ngươi để cử ta làm hình danh sư gia, đương nhiên vụ án này ta phải phá, không cần nói cảm ơn, coi như đó là một cử chỉ báo ân đi. Tần Giật Vân nói: Mạnh công tử quả nhiên có bản lĩnh, không tốn mấy sức mà phá được án, bội phục bội phục, không uổng ta để cử ngươi làm hình danh sư gia. Rồi xoay người ra cửa gọi lớn: Tế Văn, Tế Văn. Tế Văn đang cùng Hạ Phượng Nghi và Phi Yến ở ngoài sân, nghe Tần Giật Vân gọi vội vàng chạy đến bên Tần Giật Vân cúi đầu thi lễ: Lão gia. Tần Giật Vân kéo Tế Văn lại ôm lấy nàng, nói với Mạnh Thiên Sở: Hàng Châu cách Tô Châu không xa, ta cùng Tế Văn quay về Tô Châu thành thân, muốn mời Mạnh công tử tới uống chén rượu mừng, ăn uống mấy ngày rồi đi, ý ngươi thế nào? Vợ mới chết được vài canh giờ đã tính việc lấy vợ mới, Mạnh Thiên Sở thấy hành động này của Tần Giật Vân thực rất phản cảm, liền chắp tay nói: Không được, Mạnh mỗ cần phải đến Hàng Châu gấp, thời gian còn nhiều, nhất định sau này sẽ tới thăm.
Đối với hôn sự này của bọn họ, Mạnh Thiên Sở rất có ác cảm, ngay cả mấy câu chúc mừng cũng không thèm nói. Tần Giật Vân cũng không để ý, vẫn nói: "Nếu đã như vậy, sau này nhất định Mạnh công tử phải đến chỗ ta uống chén rượu đấy." "Nhất định, nhất định." Mạnh Thiên Sở cũng chắp tay khách sáo nói mấy câu. Tần Giật Vân liếc nhìn chiếc vòng cổ còn đặt trên bàn: "Mạnh công tử, chiếc vòng này ta có thể thu lại được chưa?" Mạnh Thiên Sở lắc đầu: "Tạm thời chưa được, đây là tang vật, chờ ngày mai quan viên địa phương đến đây làm biên bản mới có thể trả lại cho ngươi." "Vậy cũng được, cái vòng này..." "Vụ án này do ta phụ trách, cái vòng này cứ để ta bảo quản đi." Tần Giật Vân liên tục gật đầu cười nói: "Như vậy tốt quá rồi." Mạnh Thiên Sở nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ một hồi, rồi lại nhìn Hạ Vượng đang bị cột chặt nghĩ nghĩ, xoay người nói với Hạ Phượng Nghi: "Nương tử, cho ta mượn khăn tay được không?" Mặt Hạ Phượng Nghi hơi đỏ lên nhưng không nói gì, lấy khăn ra đưa cho Mạnh Thiên Sở. Hắn nhận lấy, cảm thấy được mùi thơm từ chiếc khăn tay tỏa ra như thấm vào ruột gan, rồi cẩn thận lấy khăn gói chiếc vòng lại bỏ vào ngực áo. Trương Chấn Vũ lên tiếng: "Mạnh công tử phán như thần, tiểu đệ thập phần bội phục. Vốn định mời huynh uống tiếp vài chén, nhưng đêm đã khuya, sợ làm nỡ giấc mộng xuân của hai vợ chồng, tiểu đệ đành lẻ loi nằm một mình vậy, ha ha." Mạnh Thiên Sở cũng cười: "Đúng vậy, đúng vậy. Dù sao ngày mai chúng ta còn phải chờ quan phủ lên núi trà án, chưa thể đi ngay được. Nếu Trương huynh còn có hứng, mai chúng ta ra ngoài tìm chỗ thanh nhã uống vài chén thế nào?" Trương Chấn Vũ hơi nhíu mày: "Ngày mai chúng ta còn phải chờ quan phủ lên núi sao?" "Đúng vậy, Trương huynh yên tâm, chúng ta đều là nhân chứng, nha môn hỏi xong là chúng ta có thể đi, chắc sẽ nhanh thôi." Lông mày Trương Chấn Vũ lúc này mới giãn ra: "Như thế thì tốt, chúng ta làm chứng, trợ giúp việc điều tra." Tần Giật Vân vội khom người: "Đa tạ Trương công tử, đa tạ chư vị hỗ trợ. Ngày mai sau khi nha môn thủ lý vụ án, xuống thị trấn dưới núi, ta sẽ làm chủ, thiết yến cảm tạ." Mạnh Thiên Sở và Trương Chấn Vũ đều chắp tay: "Đâu có gì." Rồi Mạnh Thiên Sở nói tiếp: "Mọi người về nghỉ đi, giờ đã canh bốn rồi." Lúc này mọi người mới giải tán. Tần Giật Vân đã công khai quan hệ của mình với Tế Văn, vì thế họ cùng về phòng của vợ chồng Tần Giật Vân lúc trước nghỉ. Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi và Phi Yến về phòng. Phi Yến đem nước cho hai người rửa mặt xong, thất thần ngồi im trên ghế không nhúc nhích. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên hỏi: "Này, sao ngươi không về ngủ? Chẳng lẽ muốn ngủ chung với chúng ta sao? Tốt quá à, ba người cùng đắp một chăn, càng ấm." Phi Yến lầu bầu: Ta ngủ một mình sợ." Hạ Phượng Nghi cười nhẹ một tiếng: "Hai chúng ta ngủ ở đây đi, còn hắn ngủ dưới đất." "Thật sao?" Phi Yến vui mừng kêu lên, mắt lại nhìn Mạnh Thiên Sở, bởi nàng biết chuyện này phải do Mạnh Thiên Sở quyết định. Mạnh Thiên Sở nặng nề hừ một tiếng: "Thế thì ta sang phòng bên ngủ." Nói đoạn đứng lên bước ra ngoài. Phi Yến cả kinh, việc này không được, tuy là giả vợ chồng nhưng không thể để cho người khác thấy mỗi người ngủ một nơi được. Nếu sự tình bị bại lộ, tội này nàng gánh không nổi, đành phải vội đuổi theo hắn. Vào đến phòng, thấy Mạnh Thiên Sở đang đứng bên giường, giống như đang chuẩn bị cởi quần áo. Phi Yến vội tiến lên, giữ chặt tay hắn: "Thiếu gia, đừng, xin thiếu gia về phòng đi, ta ngủ một mình cũng được mà." Mạnh Thiên Sở quay đầu lại, liếc nhìn thấy dáng người yểu điệu, vô cùng xinh đẹp của Phi Yến, cười cười nói khẽ: "Vậy ta ngủ cùng ngươi cũng được, hai người ngủ càng ấm." Phi Yến cười hì hì, trừng mắt nhìn hắn: "Không phải ta đã nói sao, muốn ngủ với ta, đợi kiếp sau đi." Rồi túm lấy tay hắn, lôi ra ngoài: "Đi mau, ta muốn ngủ." Mạnh Thiên Sở giằng tay ra, quỳ trên giường, ôm lấy chăn gối đem ra ngoài. Thấy vậy, Phi Yến vội kêu lên: "Ngươi đem chăn gối đi, ta ngủ làm sao à?" Mạnh Thiên Sở quay đầu lại cười cười: "Không phải ngươi ngủ cùng với thiếu phu nhân sao, ta đem chăn đi thì ảnh hưởng gì đến ngươi?" Phi Yến lúc này mới hiểu ra Mạnh Thiên Sở đến đây để đem chăn gối về phòng, chứ không phải định ngủ lại đây. Nàng theo hắn về phòng, hờn dỗi nói: "Không biết ngươi nói câu nào là thật nữa." Mạnh Thiên Sở mặt dày hơn cái thớt, thấp giọng: "Câu vừa rồi ở phòng bên là thật." Câu đó hắn nói muốn ngủ cùng nàng. Phi Yến đỏ mặt trừng mắt: "Nằm mơ." Nói đoạn nàng giật lấy chăn trên tay hắn đi đến bên giường. Hà Phượng Nghi tủm tỉm cười: "Hai người mơ mộng cái gì à?" "Mộng xuân." Mạnh Thiên Sở cười hì hì: "Hắn bị hoang tưởng đấy." Phi Yến đành gượng cười,
Trải giường xong, Phi Yến cùng Hạ Phượng Nghi ngồi bên giường nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ôm chăn chiếu trải trên mặt đất, sau đó cởi trường bào, trợn mắt nhìn hai tiểu mỹ nhân trên giường, rồi làm bộ cởi quần áo. Hai người hô lên một tiếng, vội vàng quay đầu đi. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, chui vào chăn nói: "Ngủ ngon." Rồi xoay lưng về phía hai nàng. Lúc này hai người mới biết lại bị hắn trêu đùa, nhìn nhau cười. Hạ Phượng Nghi nhìn lưng hắn, nhớ lại trước kia thói hư tật xấu hắn dắt đầy người, thế mà từ khi thành thân đến nay không biết đã cất đâu hết. Tuy rằng mấy ngày nay hắn chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp, nhưng cũng không đến nỗi làm người khác chán ghét. Người ngoài có khi còn tưởng hắn là chính nhân quân tử cũng nên. Không rõ là hắn làm bộ hay là trước kia mình hiểu nhầm hắn. Phi Yến thổi tắt ngọn đèn trên bàn, hai nàng cởi quần áo ngoài rồi chui vào chăn nằm. Nằm một lúc vẫn không ngủ được. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng hai nàng quả thực không có quý mến gì Tần phu nhân, nhưng tận mắt thấy nàng bị treo cổ trong nhà vệ sinh vẫn không khỏi cảm thấy xót xa. Đối với gã Mạnh thiếu gia đang nằm dưới đất kia, hai người lại càng không hiểu. Vụ án ly kỳ như vậy, không quá một canh giờ hắn đã phá được án. Chẳng lẽ đúng là hắn có kinh nghiệm trong việc điều tra phá án hay sao? Chẳng lẽ trước kia hắn giả vờ là một gã vô học hay sao? Hay là hắn đọc tứ thư ngũ kinh không hiểu nhưng lại có biệt tài trong việc này? Thật là đau đầu. Phi Yến rốt cuộc không chịu được, nghiêng người nói: "Thiếu gia, đã ngủ chưa?" "Ngủ say rồi." Mạnh Thiên Sở mơ màng nói. "Đúng là không đứng đắn mà." Phi Yến hừ một tiếng. "Này, ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết phá án vậy? Học của ai?" "Không học, tự biết." Mạnh Thiên Sở hàm hồ nói. "Không nói thì thôi." Phi Yến nằm thẳng lại, nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm: "Nhưng ta cảm thấy có vẻ như Hạ Vượng không lấy cái vòng cổ đó." Hai mắt Mạnh Thiên Sở sáng như sao, quay người lại hỏi Phi Yến: "Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao?" Phi Yến nói: "Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ điều đó không hợp lý sao?" "Ngươi nói trước xem, có điều gì không hợp lý?" Ta và thiếu phu nhân chỉ đứng ở cửa nhìn vào, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng khi ngươi tìm thấy vòng cổ, hắn vô cùng sợ hãi. Ta cũng không rõ, nhưng ta cảm thấy không phải hắn làm bộ. Nếu thật sự hắn làm bộ, Hạ Vượng chắc đã làm diễn viên, chứ không đi buôn làm gì. Đúng không, thiếu phu nhân? Hạ Phượng Nghi nói. Đúng vậy, về mặt đó của Hạ Vượng đúng là không phải làm bộ. Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng. Đúng thế, ta cũng phát hiện ra, lúc Hạ Vượng nhìn thấy chiếc vòng cổ đó, biểu hiện của hắn thực sự là bất ngờ và hoảng sợ. Như là hắn căn bản không nghĩ rằng chiếc vòng cổ ở đó. Lúc đó ta còn hơi nghi ngờ, nhưng quan sát những lời nói và biểu hiện sau đó của hắn, ta càng khẳng định cảm giác này. Hạ Phượng Nghi tỏ ra hơi căng thẳng, nghiêng người dạy hỏi Mạnh Thiên Sở: "Vậy chẳng lẽ chúng ta bắt nhầm người rồi hay sao? Chẳng lẽ hung thủ không phải Hạ Vượng?" Hạ Phượng Nghi vô ý nói chúng ta, có vẻ như trong tiềm thức cô gái xinh đẹp này đã đặt Mạnh Thiên Sở và nàng ở cùng một chỗ. Điều này làm Mạnh Thiên Sở không khỏi vui sướng, nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì, thở dài một tiếng. Có thể lắm, nếu hắn thật sự là hung thủ giết hại Tần phu nhân rồi đoạt lấy vòng cổ trân châu của nàng ta giấu trong bọc hành lý, chắc chắn hắn sẽ không thành thật để chúng ta điều tra. Còn nếu rõ ràng hắn biết vòng cổ trân châu trong đó mà mặt không biến sắc, thì thấy ta mở hành lý chỉ đến khi nhìn thấy nó hắn mới tái mặt, thì tài diễn xuất đó thật khiến người ta phải nể phục. Phi Yến nói: "Đúng vậy, nếu thật sự là hắn, hắn phải tìm mọi cách để đào tẩu, chứ không đứng ngây ngốc ở đó để chúng ta dễ dàng bắt được." Lúc đó ta cũng thấy điều đó bất hợp lý. Có điều trong mấy người ở đây chỉ có Lão Hòa Thượng, Hạ Vượng và Lão Đầu có thời gian gây án. Lão Hòa Thượng và Lão Đầu đều không đủ động cơ gây án, còn Hạ Vượng có cả động cơ lẫn thời gian. Nhưng biểu hiện của hắn bất thường như thế, nếu hung thủ không phải là hắn thì có thể là ai đây? Chẳng lẽ đúng là do nữ quỷ ôm đứa trẻ khóc ngoài kia làm sao? Hạ Phượng Nghi gần giọng: "Đừng có hù dọa bọn ta." "Ta không dọa các ngươi, vừa rồi lúc ăn cơm các ngươi không phải ở trai phòng nên không biết, chuyện đó thật đáng sợ à." Tiểu Hòa Thượng kể rằng vài năm trước có một nữ tử áo trắng tới ngôi chùa này rồi treo cổ tự sát chết sau rừng. Lúc người ta phát hiện ra thì... Đừng nói nữa, ta không nghe. Hạ Phượng Nghi lắc lắc đầu bịt tai, nằm xuống chùm kín chăn. "Không nói nữa, ngủ đi." Mạnh Thiên Sở cũng xoay người đắp chăn lại. Lá gan Phi Yến lớn hơn của Hạ Phượng Nghi một chút, tuy có sợ hãi nhưng vẫn có chút tò mò. Chuyện ma là như vậy, càng sợ hãi lại càng muốn nghe.
nàng thấp giọng hỏi: "Này thiếu gia, lúc người ta phát hiện nàng ta thì sao?" Mạnh Thiên Sở quay lại: "Muốn nghe à?" "Ừ." Phi Yến chui vào chăn nhưng vẫn gật đầu. "Thiếu phu nhân ngươi không muốn nghe, ta nói ra nàng lại trách ta. Hay là ngươi xuống đây nằm với ta, ta nói riêng cho nghe, được không?" "Đừng hòng, không nói thì thôi, quên đi." Nói đoạn nhắm nghiền mắt lại. Nhưng mắt nhắm lại một hồi lại mở ra. Phi Yến lay lay Hạ Phượng Nghi thấp giọng: "Thiếu phu nhân, bảo hắn nói đi, chúng ta có ba người ở đây, việc gì phải sợ?" Hạ Phượng Nghi thò đầu ra khỏi chăn, hơi do dự, đang định gật đầu, chợt loáng thoáng nghe tiếng trẻ con khóc oa oa, thanh âm thê lương thảm thiết kéo dài, hơn nữa dường như tiếng khóc đang tới gần. "A!" Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cùng hét lên một tiếng, chui tọt vào chăn run lẩy bẩy. Mạnh Thiên Sở cũng rùng mình, cũng may hắn đã từng nghe tiếng khóc vài lần nên không có cảm thấy quá sợ hãi như lần đầu nữa. Hắn vùng dậy nghe ngóng kỹ càng, tiếng khóc hình như truyền lại từ phía sau nhà vệ sinh, lại như đang ở ngay sau vách. Mạnh Thiên Sở chui ra khỏi chăn, rón ra rón rén đến bên cửa sổ, nghiêng người lắng nghe một lúc rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ. Cửa vừa mở, một trận gió lạnh lùa vào, tiếng khóc đột ngột lớn hơn, như thể nó ở ngay bên ngoài vậy. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê lương. Mạnh Thiên Sở bắt chước bộ dạng của Phương Trượng Huyền Âm, cao giọng gào to: "A Di Đà Phật, nghiệp chướng, mau đi đi!" Thật kỳ quái, hắn vừa dứt lời, tiếng khóc kia liền ngưng bặt, không nghe thấy gì nữa. Mạnh Thiên Sở đợi một lát, không có động tĩnh gì, ngoại trừ tiếng gió lạnh quất phần phật từng cơn qua rừng tùng. Lúc này mới đóng kín cửa sổ, hắn đến bên giường của chủ tớ Hạ Phượng Nghi, thấy chăn run bần bật, không khỏi đắc ý: "Đừng sợ nữa, ta đã đuổi nữ quỷ kia đi rồi." Sau một lúc lâu, hai người mới dám ló đầu ra khỏi chăn. Phi Yến lắp bắp niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, đừng để nữ quỷ kia đến nữa." Mạnh Thiên Sở cố ý treo hai nàng: "Không chắc đâu, nghe nói nữ quỷ kia chết sau chùa, âm hồn không tiêu tán, sao có thể dễ dàng đi được?" Phi Yến hỏi, giọng vô cùng căng thẳng: "Nữ quỷ kia treo cổ, vậy sao còn có tiếng trẻ con khóc ở đây?" "Trẻ con, đứa trẻ đó chính là con nữ quỷ kia sinh hạ sau khi treo cổ." "A!" Phi Yến sợ tái mặt, chui ngay vào chăn chùm kín đầu. Hạ Phượng Nghi sẵn giọng: "Người đáng chết, luôn miệng nói ma với quỷ, ngôi chùa đổ nát này cũng thật là quỷ quái à." Dứt lời, nàng phát hiện chính mình cũng nói ra chữ quỷ như hắn. Mạnh Thiên Sở bật cười: "Lần này không phải là ta nói à, thực ra ma quỷ chính là như vậy, càng sợ hãi thì càng có nhiều quỷ, chỉ cần ngươi lớn mật đối mặt với nó thì sẽ không có ma quỷ. Không nghe người ta nói sao, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần sao? Thôi, nữ kỳ quỷ kia cũng đã đi xa rồi, tạm thời không trở lại, mà cho dù trở lại cũng không sợ, đã có ta ở đây, yên tâm ngủ đi, ngày mai còn phải tiếp tục điều tra vụ án này." Lúc này trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rào rào đổ xuống mái nhà, xuống sân càng lúc càng lớn. Tiếng mưa có tác dụng làm người ta trấn tĩnh rất tốt, làm cho không khí dịu bớt căng thẳng. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến dần dần bớt sợ hãi, mệt nhọc chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc Mạnh Thiên Sở tỉnh dậy thì trời đã sáng. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến vẫn còn đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng mặc quần áo, mở cửa định bước ra ngoài. Tiếng then cửa động làm Phi Yến tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn Mạnh Thiên Sở: "Thiếu gia, người đã dậy rồi sao?" Mạnh Thiên Sở thấp giọng: "Ta đi ra ngoài giải quyết vụ án, các ngươi cứ ngủ tiếp một lúc để lấy sức đi." Nói đoạn đóng cửa lại bước ra. Hắn vào phòng lão đầu đẩy cửa ra, chỉ thấy lão đầu đang ngồi trên giường cẩn thận giám thị Hạ Vượng đang bị trói. Hiển nhiên Hạ Vượng cả đêm không ngủ, tinh thần vốn uể oải, nhưng khi vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Sở bước vào liền tỉnh ngay lại, cất giọng cầu xin: "Mạnh công tử, ta thật sự không giết Tần phu nhân, cái vòng cổ kia chắc chắn có người vu oan hãm hại ta, cầu xin ngươi thả ta ra đi." Mạnh Thiên Sở chưa kịp trả lời, chợt bên ngoài có tiếng người la lớn: "Nguy rồi, Hư Tùng cũng treo cổ!" Mạnh Thiên Sở cả kinh, vội chạy đến trước cửa thiện phòng Hư Tùng đẩy cửa ra. Chỉ thấy tiểu hòa thượng Hư Tùng cổ bị một miếng vải quấn quanh, treo trên xà nhà. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc khố, đầu gục xuống, hai mắt hơi mở, hai chân cách mặt đất đến một thước, bên cạnh là một chiếc ghế bị đổ. Trương Chấn Vũ, Tần Giật Vân, lão đầu chạy đến trước, mọi người sau đó cùng đến.
Tế Văn nhìn thấy xác Hư Tùng lơ lửng giữa phòng, sợ hãi hét lên một tiếng. Trong một đêm mà có liên tiếp hai người treo cổ, hơn nữa lại có nữ quỷ và trẻ con kêu khóc ngoài rừng, ai không sợ chắc không phải là người. Mạnh Thiên Sở yêu cầu mọi người đứng bên ngoài, còn mình mau chóng bước vào ôm lấy Hư Tùng. Hắn nâng thi thể lên một chút để thòng lọng rời khỏi cổ nạn nhân, rồi cẩn thận đặt xuống đất. Mạnh Thiên Sở đặt tay lên mũi và lên tĩnh mạch cảnh của Hư Tùng, nhưng vô vọng, không hơi thở cũng không có mạch đập. Hơn nữa hai tay đã lạnh ngắt, đầu ngón tay xuất hiện màu tím của thi ban, vậy là quá đủ để có thể khẳng định Hư Tùng đã chết. Nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn cẩn thận mở mi mắt của Hư Tùng, lấy thấy đồng tử đã mất đàn hồi, cuối cùng mới khẳng định. Lúc này Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đã nghe tiếng huyên náo, vội vàng mặc quần áo chạy đến Đại Hùng Bảo Điện. Vừa đến nơi thấy xác Hư Tùng đặt trên mặt đất, hai người sợ hãi hét lên một tiếng rồi nép người sang một bên, không dám lại gần. Mạnh Thiên Sở xem xét qua vết hằn trên cổ Hư Tùng, hơi nhếch mép cười rồi bước ra cửa hỏi Phương Trượng Huyền Âm: "Đại sư, người phát hiện ra thi thể như thế nào?" Huyền Âm Phương Trượng đáp: "Sau khi bần tăng rời giường, thấy cửa phòng Hư Tùng vẫn đóng chặt, nghĩ rằng nó còn đang ngủ, liền đến gõ cửa gọi nó dậy, định bảo nó thu xếp hành trang rồi cùng các ngươi xuống núi. Gõ một lúc lâu, cửa phòng vẫn đóng chặt, ta gọi vài tiếng nhưng cũng không có động tĩnh gì. Lúc này ta mới cảm thấy không ổn." Mạnh Thiên Sở cắt ngang: "Phương Trượng, phát hiện không ổn ở chỗ nào?" "Bởi nếu Hư Tùng đã tự xuống núi một mình, cửa phòng không thể cài then bên trong. Bần tăng vòng ra phía sau, thấy có một cửa sổ không cài, mở ra liền thấy Hư Tùng thắt cổ bên trong. Bần tăng vội nhảy qua cửa sổ vào xem xét, rồi sau đó mới mở cửa ra gọi mọi người." Mạnh Thiên Sở gật đầu nói: "Nói như vậy, trước khi ta vào, chỉ có mình Phương Trượng vào phòng này, phải không?" "Đúng vậy." Huyền Âm chắp tay chữ thập đáp. Tần Giật Vân đứng ngoài hừ một tiếng nói: "Con lừa ngốc, Hư Tùng này từ nhỏ đã theo Phương Trượng xuất gia, lần này phạm giới bị sư phụ đuổi khỏi sư môn, chắc chắn là xấu hổ không chịu nổi nên đã thắt cổ tự sát." Xem ra Tần Giật Vân vẫn còn cay cú chuyện Hư Tùng và nương tử hắn làm trò sằng bậy. Hơn nữa lúc hắn và nha hoàn Tế Văn đang lén nút quan hệ, Hư Tùng cũng nhìn thấy, cho nên thấy Hư Tùng chết rồi Tần Giật Vân vẫn không buông tha. Trương Chấn Vũ đứng cạnh cũng thở dài: "Dù sao Hư Tùng cũng còn ít tuổi, ít nhất cũng không chịu nổi đả kích đến mức như vậy. Tối qua chúng ta bị án mạng của Tần phu nhân làm cho mụ cả đầu, nhất thời sơ sót, giá mà chúng ta khuyên bảo hắn nhiều hơn, có lẽ đã không xảy ra chuyện này." Phương Trượng Huyền Âm thở dài: "A Di Đà Phật, đều do bần tăng đã quá nóng vội, nếu chậm rãi nói chuyện khuyên răn nó hẳn đã không có chuyện gì xảy ra." Mạnh Thiên Sở cười lạnh: "Lúc này khẳng định Hư Tùng chết do tự sát có lẽ còn hơi sớm." Huyền Âm nhíu mày: "Tại sao Mạnh thí chủ lại nói vậy?" "Không có gì, đợi ta khám nghiệm thi thể xong, khi đó có thể biết chân tướng rõ ràng. Mọi người đợi ta ở trong Đại Hùng Bảo Điện, không ai được đi đâu cả." Sau đó Mạnh Thiên Sở bảo lão đầu đem cái vali đựng dụng cụ pháp y của hắn đến, rồi xuống núi đến nha môn địa phương báo án. Nhưng Tần Giật Vân lên tiếng phản đối: "Không được, giờ tiểu hòa thượng Hư Tùng đã chết, ai trong số chúng ta cũng có thể là hung thủ. Người để lão xuống núi báo án, ngộ nhỡ hung thủ là lão, lão lợi dụng cơ hội bỏ chạy thì làm sao?" "Hung thủ không phải là lão." "Vì sao?" "Lão đầu giết tiểu hòa thượng để làm gì?" Tần Giật Vân nói ngay không chút nghi ngợi: "Nói như vậy ta cũng không đáng nghi, bởi vì ta cũng không có lý do để giết tiểu hòa thượng." "Đương nhiên người có." Mạnh Thiên Sở cười: "Ông chủ Tần, sao ngươi đã quên, hắn đã từng hẹn hò với nương tử ngươi, lại còn rình xem cảnh ngươi cùng nha hoàn thân thiết, có khi tối hôm qua chính ngươi đã giết hắn cũng nên." "Ta..." Tần Giật Vân nghẹn cứng họng: "Ta không giết hắn, từ tối qua tới giờ ta đang ở trong phòng Tế Văn ngủ mà." "Giờ ta chưa khẳng định điều đó à, ta chỉ nói lão đầu ít đáng nghi nhất, dù sao chúng ta cũng phải phái một người xuống núi báo án." Tần Giật Vân vẫn chưa chịu: "Vậy tại sao không để lão hòa thượng xuống núi?" Vừa nói dứt lời, hắn đã nghĩ ra tiểu hòa thượng phạm sắc giới làm mất danh dự của Phật môn. Tuy rằng lấy lý do đó để nói lão hòa thượng giết người có chút gượng ép, nhưng dù sao thì vẫn đáng nghi hơn lão đầu. Cho nên Tần Giật Vân đành sửa lại: "Lão hòa thượng không được, vậy hãy để Trương Chấn Vũ, Trương công tử xuống núi đi, hắn cũng không có lý do để giết tiểu hòa thượng."
Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Trương công tử không có lý do để giết tiểu hòa thượng, nhưng tối qua hắn ngủ một mình, có thời gian gây án, cho nên chưa thể loại trừ. Trương Chấn Vũ cười lạnh. Việc gì ta phải bỏ trốn, mọi người để ai đi cũng được, dù sao ta cũng không muốn đi. Trương Chấn Vũ không muốn đi, Tần Dật Vân cũng chẳng có cách nào ép được, lại nói. Lão đầu cũng có thể. Nói đến đây lại nhớ ra cả đêm qua lão đầu luôn ở trong phòng trông coi Hạ Vượng, cũng có khả năng lão mượn cớ đi vệ sinh để chạy ra giết người, vội nói. Người đợi đã, để ta chạy đi hỏi Hạ Vượng một chút đã. Tần Dật Vân mau chóng chạy đến nơi giam giữ Hạ Vượng, một lát sau ngượng ngùng bước ra. Hạ Vượng nói cả đêm qua lão đầu không có ra ngoài. Mạnh Thiên Sở nói, Hạ Vượng là tội phạm không đi được, giờ chỉ còn lại ba nữ nhân, dù sao ta cũng không để nương tử hay là nha hoàn của ta xuống núi. Ông chủ Tần, sao ngươi không gọi Tế Văn xuống núi báo án đi? Vậy sao được? Tần Dật Vân liên tục xua tay rồi nói, vậy được rồi, cứ để lão đầu xuống núi báo án đi, nhưng nếu lão ta chạy thì sao? Nếu lão đào tẩu, vậy chứng tỏ hắn có tội, lúc đó chỉ cần truy nã khắp nơi là được. Tần Dật Vân đành gật đầu đồng ý. Lúc này lão đầu bắt đầu mới xuống núi báo án. Sau khi lão đầu đi rồi, Mạnh Thiên Sở mang theo dụng cụ vào phòng của Hư Tùng, đóng kín cửa, đeo găng tay, bắt đầu khám nghiệm tử thi. Việc đầu tiên cần giải quyết đó là xác định nguyên nhân tử vong của tiểu hòa thượng Hư Tùng. Chỉ khi nào xác định được Hư Tùng bị sát hại, lúc đó mới cần thiết khám nghiệm hiện trường và thời gian tử vong. Vừa rồi xem xét qua một chút, hắn phát hiện có nhiều vấn đề nghi vấn. Bây giờ phải cẩn thận điều tra. Trước tiên Mạnh Thiên Sở cởi sạch toàn bộ quần áo của Hư Tùng ra, bắt đầu khám nghiệm bên ngoài. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 5 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo tạm thời kết thúc tại đây. Án mạng liên tiếp án mạng, trên đường đi mà Mạnh Thiên Sở đã gặp phải hai án mạng liên tiếp, liệu rằng hung thủ là ai, Mạnh Thiên Sở có tìm ra được chân hung hay không? Mời quý vị cùng đón xem trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.